Chân thành cảm ơn trang sức cao cấp PNG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và ví điện tử Shopee Pay đã đồng hành cùng bộ phim điện ảnh Em và Trịnh. Chào mừng các bạn đến với podcast Nắng Thủy Tinh, nơi chia sẻ về những cảm xúc có được trong tình yêu và trong cuộc sống, với chất liệu dẫn lối là 301 bức thư tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết gửi cho nàng thơ Ngô Vũ Giao Ánh. Và mình là Hoàng Hà. Các bạn thính giả thân mến, thật vui khi chúng mình được gặp lại nhau và cùng kết nối. Một niềm vui mát lành, dễ chịu giống như là được gặp lại thành phố, gặp lại một tiết trời thu hay là gặp lại người mà mình thầm thương. Ngày hôm nay như mọi ngày, Hoàng Hà sẽ đọc thư cùng các bạn. Lao, ngày 26 tháng 2 năm 1965. Bây giờ anh đang làm gì? Bờ sông thì vẫn có những hàng cây. Những hàng cây nhìn xuống một đời nước mãi chảy và những màu lá xanh, đỏ của mỗi ngày, của mỗi tháng, của mỗi năm. Anh thấy anh đi qua những khung hình quen thuộc đó và mỗi ngày anh đã lớn lên, đã xa dần từng ngày tháng cũ, đã bỏ sau lưng từng buổi chiều êm ả, đã quên mất những dấu yêu của một tuổi nồng nàn nhất trong đời một người con gái. Rồi sau đó còn gì ngoài một đời sống đều đặn hơn, ngăn nắp hơn và những kỷ niệm đã được trút bỏ âm thầm, như anh đã có lần nói. Một cơn mưa qua bất chợt ở chót con đường dốc. Anh đã biết được một vài người như thế. Sau lưng họ như đã có một bức tường dựng lên, che khuất những ngày tháng dĩ vãng. Có lúc họ cũng quay lại, nhưng để nhìn những gì đã qua với một vẻ thản nhiên của núi rừng. Sao anh lại nói đến điều này? Có phải nghĩ rằng một ngày kia anh cũng bỏ ra đi như thế không? Điều đó đã hẳn rồi. Anh nghĩ mình sẽ mãi như đứa trẻ vụng về, bốc từng nắm cát và để trôi qua kẽ tay. Ôi những điều quý giá có bao giờ giữ mãi được. Ngày trước, cái khoảng mà nếu bây giờ nghĩ lại thì bạn sẽ coi đó là ngày bạn còn trẻ ấy. Chúng mình có thể điên cuồng làm tất cả những chuyện không thể tưởng tượng được. Lao ra ngoài một cơn mưa, nắm tay nhau chạy tung tăng và ướt hết, chẳng quan tâm đến điều gì lắm ngoài chuyện hai bạn đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bạn từng đứng trước cửa nhà một cô gái và trò chuyện với nàng suốt đêm, say sưa đến nỗi chỉ kịp bừng tỉnh khi trời hửng sáng. Thậm chí bạn còn leo lên cả một chuyến bay để về đứng trước mặt người yêu vừa kịp lúc 0 giờ vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy. Ôi tuổi trẻ, bạn nghĩ trong đầu như thế. Thế còn hiện tại, bây giờ thì sao? Bạn không làm những điều đó nữa à? Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm à? Hay bởi vì những tổn thương nào đó mà bạn cảm thấy mình đã đánh rơi mất chính mình của những ngày tháng cũ và việc phải làm người lớn thật chán quá đi mất. Các bạn có bao giờ nghĩ việc chúng mình lớn lên thì mất sẽ nhiều hơn được không? Hay là trưởng thành rồi thì mình sẽ chẳng còn ngây thơ nữa? Mà như thế thì thật đáng tiếc không? Đúng, lớn lên chúng mình sẽ không ngây thơ nữa đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống khi ấy sẽ buồn, sẽ đầy rẫy những tiếc nuối và lặng thinh. Hà tin rằng chuyện lớn lên còn tặng chúng mình nhiều điều tuyệt vời và hay ho khác. Không phải cứ xa dần những ngày tháng cũ thì hiện tại của mình là không tươi đẹp. Người ta hoàn toàn có thể lớn lên mà vẫn hồn nhiên, vẫn yêu người, yêu đời và sống hết mình trên từng chặng đường mà họ đi qua. Bởi những gì mình nhìn thấy từ cuộc đời này, tất cả đều nằm ở sự lựa chọn tinh thần sống của mình. Chỉ cần chọn đúng những thứ phù hợp và dành cho mình thì ngày hôm nay sẽ luôn là một ngày có ý nghĩa. Thế nên mình chọn lớn lên hồn nhiên. Hà nghĩ hồn nhiên và ngây thơ rất khác nhau. Mình không thể lớn lên mà vẫn ngây thơ, đúng không? Chắc chắn trên hành trình trưởng thành này, mình đã học được biết bao nhiêu bài học từ cuộc sống. Bởi thế mà sự ngây thơ sẽ không là chính nó như ngày mình còn bé nữa. Nhưng hồn nhiên thì khác. Hà vẫn nhìn thấy những người đã lớn lên rồi, lớn hơn cả Hà nữa, và họ vẫn sống hồn nhiên tràn đầy ấy. Đối với Hà,
Hồn nhiên là khi mình có thể làm một việc tử tế mà không đắn đo, có thể có mọi cảm xúc thuần trong khi mình sống mà không chối bỏ chúng. Ví dụ như là buồn thì cứ để cho mình buồn, vui thì sẽ vui hết cỡ, giận thì hãy thật giận, xấu hổ thì cứ để cho nó là sự xấu hổ. Sẽ không sao hết, bạn thân mến. Tất cả những điều đó đều tự nhiên đến bên trong mình, không gượng ép. Nó như một sự đủ đầy về mặt cảm xúc, mà sự đủ đầy ấy cũng chính là một kiểu hạnh phúc đấy. Bạn có hiểu ý Hà đang muốn nói không? Giờ bạn thử nghĩ nhé. Một người vô cảm hay không còn cảm thấy hân hoan sướng khổ trong cuộc đời này nữa, liệu như thế có ổn không? Hà vẫn nhớ mãi một lời chúc mừng sinh nhật của vài năm trước từ một bạn gái không hẳn là thân thiết từng làm phim với Hà. Bạn nói Hà đang sống rất tuyệt, yêu người, yêu đời, yêu công việc, có cả được mất cả đau thương. Như thế là một tuổi 20 điển hình hạnh phúc. Mình đã bất ngờ khi đọc những dòng mà bạn viết. Thế và mình cứ nhớ mãi những điều đó, tin rằng chắc bạn quý mình thật thì mới nói cho mình nghe những lời hay như thế. Vậy nên hãy để cho những cảm xúc được là chính nó. Chỉ cần bạn biết cách giữ chúng ở bên trong mình hay là bộc lộ ra ngoài làm sao để phù hợp với ứng xử, thì Hà nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Một ví dụ nữa nhé. Nếu bạn rất muốn kết bạn hay tỏ tình với một ai đó, bạn có thể tìm một vài cách tinh tế và có duyên để kết nối với người ta, thay vì ngại ngần hoặc lưỡng lự đến mức gạt bỏ đi luôn cái mong muốn chính đáng của mình và chẳng bao giờ làm điều gì đó. Mình kết nối với một người mà mình yêu quý, có gì là xấu xa đâu, phải không nào? Hay như trong công việc, bạn chợt nghĩ ra một giải pháp tốt hơn để mọi thứ vận hành hiệu quả, vậy thì hãy đề xuất nó, thay vì quá lo lắng rằng như thế thật là khoe khoang hay tự mãn. Công việc đã được quyết định hết rồi mà. Bạn là một người luôn tư duy và muốn đóng góp, tuyệt quá đi chứ. Vậy đấy, tất cả những điều Hà vừa nói là bởi vì chúng mình hồn nhiên thì mới làm được. Có thể gạt đi những băn khoăn và coi chúng là những thứ không quá quan trọng. Đôi khi việc nói ra được hay bộc lộ được mới là chuyện quan trọng. Nghe có vẻ hồn nhiên sẽ đi kèm với mạnh dạn ấy nhỉ. Các bạn thân mến, Hà chỉ muốn nói rằng trong hành trình lớn lên này, chuyện có thể tổn thương là chuyện bất biến, chứ không phải điều ngược lại. Vậy nên dù chúng mình có xước xát, có vấp ngã cũng được, sẽ không sao cả. Hà chỉ mong rằng chúng mình sẽ không chỉ vì một vài trải nghiệm không đẹp từ trong quá khứ mà đánh mất niềm tin vào những ngày tháng tốt lành đang ở phía trước. Bạn biết đấy, chúng chỉ là những thứ mà mình cần đi qua trên đường đời, không phải là tất cả. Và sau cùng cũng chỉ là để mình học được những bài học mới mà thôi. Nếu tổn thương, mình sẽ học cách nhìn nhận và chữa lành. Nếu tổn thương nữa, mình sẽ lại chữa lành nữa. Cứ thế, tin mình đi, rồi bạn sẽ sớm đứng lên và lại bước tới, tràn đầy dũng khí để tiếp tục lựa chọn một đời sống hồn nhiên cho chính mình. Và bạn thấy đấy, bạn vẫn lớn lên, chứ có dừng lại chút nào đâu. Việc mình chọn gìn giữ bản tính hồn nhiên để sống và yêu trong đời này chính là đang trân quý bản thân mình. Và chuyện có thể lớn lên hồn nhiên được cũng chính là một mặt khác của trưởng thành. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy nói cho Hà nghe với nhé. Hà cũng thích được mở rộng góc nhìn bằng việc kết nối với các bạn. Bạn có thể thu âm hoặc gửi thư chia sẻ với Hà thông qua Facebook page Phim Em và Trịnh. Chúng mình sẽ mở thư của các bạn thật cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Nắng Thủy Tinh, tập 5, Lớn Lên Hồn Nhiên. Hãy cùng Hà chờ đón tập tiếp theo nhé! Podcast được sản xuất bởi Galaxy Play, nhà sản xuất phim điện ảnh Em và Trịnh. Và mình là Hoàng Hà. Hẹn gặp lại!